cá đó. Cái này là nước nó rộng gần bờ, nó gần chết hết anh nè. Cá nó mà không biết là cô bác quý chị có thấy rõ không? Một ngày ở đây mình thấy được hai con cá gô phi nè. Hả? Hai con cá gô phi à, mấy con cá kia chết hết rồi. Cá phi. Rồi còn mấy cái gọng này nữa chứ. Cái miếng bạc nè, một hết trơn luôn rồi nè. Đó. Đây là nhìn ở đằng sau nhìn tới nha cô bác quý anh chị. Ông ba có bị chìm xuồng lần nào không? Cũng chìm hoài vậy. Chìm luôn hả? Không có chào bự đấy lật ngang. Dạ. Đây là cái ghe con ba, nước này bây giờ ông có sử dụng được không ông ba? Không, nước lớn vô mới được. Nước lớn vô cũng trong. Dạ, bây giờ thì ở nước đâu ông sử dụng? Còn chứa trên cái lu. Còn chứa trên lu ha. Đầu tương á chi. Là bà ông ba với bà ba dùng để ăn 2 ngày luôn. 2 ngày luôn. Cậu quay cho tiền mua sữa kìa. 7 ngàn à. Cậu quay con gặp. Chao. Trời tiết kiệm dữ hả? Bẻ rau đó, rau cay đồ nè, luộc. Với là đọt cho muống nữa. Lá cho muống là luộc. Vậy là tới 500 ngàn này là còn xài dư. Lâu hả? Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay tiếp tục cái hành trình của mình, Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp để tìm về ông bà sống trên những cái chiếc ghe mục nát cạnh cái bến tàu này á cô bác quý anh chị. Thì sau khi thời gian mà quay lên về hoàn cảnh của ông bà thì có Mạnh Thường Quân cũng rất là đồng cảm với hoàn cảnh của ông bà, cũng ủng hộ cho ông bà một số tiền. Thì hôm nay Bùi Hồ đến đây vào giờ giữa trưa như thế này để tìm đến hoàn cảnh của ông bà. Hằng ngày tại vì hằng ngày Bùi Hồ đi làm việc nên không có đi được, hôm nay ghé ông bà vào cái giờ này luôn. Rồi nhà của chị Nguyệt là bên đây nè, nhưng mà mình chưa có cho chị hay, chưa có điện luôn. Bên đây là nhà của ông bà mà cái ông cụ mà đi đặt vớn á, cô bà đi đặt 12 cửa ngục á cô bác của anh chị. Dạ cô ba ơi, ba, ủa nó có biết rồi, ba ơi, ba, ông ơi, không có cho hay nên thành nữ là ông bà. Dạ ông ơi, bà ơi, dạ, ủa ông đâu rồi bà? Dạ ông mới lên bờ hả? À chị, dạ chị Nguyệt á. Ông ba chở ông mới đi tắm mới thì đó, ông tắm mà ông đi chở nó, ông mới đổ đổ cửa ngục á. Ông ba mới đi đổ cửa ngục về hả? Mới đổ cửa ngục á, ông đi đặt nữa đó. Có cá không bà? Bữa nay thịt không có cá. Không có hả? Bữa nay không có cá chân. Dạ. Quá trời nó nóng rồi. Nóng quá, ở dưới này con thấy hầm quá nè. Quá trời hầm à. Dạ. Ổng dài à. Dài à. Vắng à. Không rồi con ít lên. Con đi làm ít lên đây. Mới nói ừ Nguyệt đi. Ổng dài trời mưa hồ chưa. Không lên mình chân à. Rồi bon nhớ. Bảy. Bà nhớ con hả? Ừ. Ông Bảy hỏi Bảy ơi. Lại bữa tuần trước á, ông ngoại em nói bà ba bữa thứ bảy á mưa hồ lên trên bà cái tôi nói già rồi ấy ngày qua cái lợi ra đi lặn gặp ông bảy nói mấy ơi sao bữa nay mưa không thấy mình lên chứ ông bảy nhắc mùi hồ nhắc mùi hồ ấy. Nhớ con dạ, không nhớ chứ cần nhớ rằng cái cho nó được cái thanh thản mà cái ổn định cho được mà cho bà con người ta có thấy mình hồi ấy được cho được cái nhà cái bè gì cũng được ở cho nó ấy quá trời mưa ở gì đâu nó nắng quá trời nắng chứ phần nó nước tát ngày nào cũng tát ồ sợ nó ấy bể xi măng bể trời dưới ghe cổ nó nắng gì quá trời nắng lắm. Rồi nó mình cũng ấy cũng mơ ước cho nó
được cho nó yên ổn rồi cho nó thanh thản ra cái ổn định cái trí óc của mình lại. Dạ. Chứ mà ấy gì sợ nửa đêm nó sợ nó chìm á rồi cái chết luôn à. Không biết ở đâu nhà nữa. Ở đây nhà bà thì ở đây còn nhà của anh Xuyên thì lúc trước mình có quay cho cô bác quý anh chị xem là bên kia còn nhà của chị Nguyệt, bè của chị Nguyệt thì bên đây có mình bà ở giữa lột khổm ở nhà ở giữa. Rồi không gài sức khỏe của bà sao rồi, còn bệnh không? Cũng bệnh bài mà tính ra đi mà thành phố mà cũng có tiền đâu mà có mà đi. Cũng như chống người nào kệ đỡ khỏe đỡ nó ấy đi rồi chứ không biết sao vậy. Đi yeah. Thì nó lựng cận gì cũng như là con nít mới biết đi vậy. Rồi đi ngầu cái nó nặng rồi cái nó đuốc đi nó té đầu té. Mà đi cái ở trên này cái con thấy chiếc xuồng của mình cái ghe của mình nó bấp bênh á. Dạ cái nên ghe là... nó hư bể nè rồi cái mình nó sống quá trời sống nó nhức đầu nó lủi vô lủi tới lủi luôn luôn này đi không ấy rồi tối ngày lết không à. Dạ. Cứ lết trong lết ngoài vậy. Rồi ông đâu ông làm được cái nào cá đâu? Cá bà. Giọng với xuồng à. Chê không giọng với xuồng hả? Ừ cái chê đó cái chê không hả bà? Ừ nãy được ba con. Ờ để con coi thử nha. Cá cua ờ đó bước xuống đây mời bước xuống đây. Con bước xuống con coi thử nha bà nha. Ừ. Ông mới đi về hồi sáng luôn hả? Dưới phan á, ừ ông mới đi sáng giờ nè, ông làm rụi rụi nè sáng. Ông đặt ông ấy này kia. Cái chiếc xuồng nhỏ đây đó hả? Xuồng đó, xuồng nó chảy ào ào, tát ào ào, nó nước lên mà nước mà nó chảy á. Dạ. Ừ. Cá đó. Cái này là ô nước nó rộng gần bờ nó gần chết hết anh nè. Ờ cá nó cái mà bỏ là cô bác anh chị có thấy rõ không? Một ngày ở đây mình thấy được hai con cá gô phi nè. Hả? Hai con cá gô phi à, mấy con cá kia chết hết rồi. Cá phi. Rồi còn mấy cái gọng này nữa chứ. Ấy dạ. Gọng. Ô, cá lau kiến. Cái gọng xa xa đằng kia được 4 cái gọng. Cá lau kiến rồi cá này kia rồi móc kia cũng như thấy ấy rồi móc rồi đó. Dạ. Hôm nay bán được nhiêu tiền bà? Hai bữa dài không có bán đồng bạc nào chứ. Không có tiền luôn hả? Dạ, không có đồng bạc nào chứ. Không cũng có chạy. Không. Không, à, không có chạy rồi lấy gì có bán gì đâu. Dạ. Dài. Ôi ngoài này đi không được rồi. Đi cà lên mấy cái clip thấy cậu quá trời cực à. Chạy. Hả? Dạ. Ôi, ông ba ngày nay bắt được nhiều không? Được ít quá. Có được. 2 3 con à, cua không có nữa. Cua không có luôn. Không có gì hết trơn. Ngãi. Ngày nay không có bán luôn hả? Ai mấy bữa dài không có đồng bạc nữa hết trơn. Ông ba còn chuốt cây gì không? Còn chuốt. Mới mần dầu rồi. Còn mới làm dầu nè. Ông mới làm à, ngày được qua. Được nhiêu tiền? Cây cứ 100 bạc, cây ngàn bạc vậy á. Ta mướn. Rồi hôm nay là được nhiêu tiền ba? Rồi làm mà bữa không có 2 ngày rồi xong cái giờ luôn. Dạ. Rồi lâu mới làm lần cao thẳng gần tháng nửa 2 tháng. Ờ. Mà thư thế. Rồi bây giờ ông ba làm. Hôm trước con nghe ông ba nói là có ai hỗ trợ cất nhà thì cất bên ông xui hả? À, ông xui cho đất á, cho cái nền nhà. Cho nền nhà. Nền rộng không? Rộng. Anh được nói với con là anh được có lên coi anh được có lên chưa? Chưa. Chưa ha. Rồi bây giờ nếu như mà mình cho nền người ta cho nền bây giờ cất cái nhà nhỏ nhỏ ở dưới cuốn gạch ở trên là dừng tôn ông ba bà ba có chịu không? À, cũng được cái gì mà hôn cho nó lành lẽ ra tôi được rồi. Nữa tôi chết không có cái nhà gì tôi phái à. Cuộc đời mình sống trên ghe hoài bây giờ cuối đời mình lên nhà là mình thích rồi. Mà ông ba có mơ ước vậy không? Nhớ bây giờ con nhà bà tại vì bà yếu quá đó. Lao quá bà chết nó mai chứ. Ai có gì đó dẫu dây là người ta cứu không được. Dạ xuống từng mà 4 người rồi. Ờ, cái chiếc ghe của mình á thật ra thì nó mình lên xuống ông bà già cả lên xuống cái đường đi nó cũng khó khăn lắm. Khó khăn. Bà thì ít đi bà dưới này còn ông thì lên xuống làm việc ở đây. Lết tới lết lui lết trong bên ngoài vậy đó. Lết không. Dạ. Đi. Lết không à. Ờ con ví dụ là cất cái nhà ngang 4 dài 8 hoặc là ngang 3 dài 7 cho ông bà ở vừa ở thôi. À, cũng được không? Cái gì cũng được hết. Mười hồ là cất cái gì mà lành nợ là ở là được rồi. Tôi đấy. Lành ở là được hả bà? Được rồi, phải tôi mừng lắm thiệt á. Tôi
mơ ước cái gì đó, cho nó ở, cho nó yên ổn nhà, cứ không biết cái chợ cái ghe này, chợ không biết chừng nào vẫn chìm cái chiếc veo. Dầm lớn là dầm lớn thợ lặt. Nãy con mới bước xuống dưới mà bây giờ con bị say sê giống như bị đảo hết cái đầu. Cũng hơi lâu rồi. Cái lần nó bể hai ra. Lúc mình chưa cho em nó ngăn ổng định đi về bên con ổng ở á. Dạ. Rồi ngăn em mua lại, em tính mua lại lại người ta cũng cho tiền em á. Dạ. Cho tiền em mua mà cuối cùng ổng không có chịu. Mấy cái ghe này nó bể hư. Tính nào bà ở riêng vậy cho khỏe ha. Ở con cái à. Ở con cái nó cũng khó lòng phải không? Con ruột rồi cái thằng dễ nó uống rượu vô, nó kể, nó chữ, nó rủa, nó đuổi nó đi. Dạ, đuổi đi nè, dân nó đuổi đi. Hai ông bà ở dưới thật ra thì có cũng có nhiều con nhưng mà không có muốn đứa ở nào riêng lo ha. Không đứa nào lo hết trơn, hỏi Lương Nguyệt đó. Thôi thì bây giờ con thời gian tới con sẽ cố gắng vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông bà cái nhà nhỏ nhỏ nha. Được không? Có đất thì lần nữa nói anh được khảo sát cho nó khoảng nhiêu tiền. Nhưng mà hiện nay á thì con thông báo cho bà một tin cũng mừng nho nhỏ nha. Dạ. Hôm nay hiện nay thì con vận động cũng như là Mạnh Thường Quân hỗ trợ trích ra một số tiền. Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông bà thì hiện nay nó chưa đủ cái tiền cất nhà nên là nữ ra là bây giờ mình chưa có cất được thì con mình đợi một thêm một thời gian nữa rồi bây giờ con sẽ công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân lên rồi sau đó con sẽ gửi cho ông bà ít tiền để ông bà sử dụng từ đây đến khoảng đó. Nếu như mà không có vận động được á thì con sẽ giao tiền cho ông bà ăn Tết nha. Hoặc là con giữ cho ông bà chứ đợi xài cũng hết à. Ông bà ước cuối đời con cái nhà. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, trong cái khoảng thời gian qua thì cũng cách đây hơn một tuần lễ Bùi Hồ có nhận được một số tiền ủng hộ hộ của của Mạnh Thường Quân. Có cái đồng vận động gì tôi mừng dữ lắm đó mừng ơi. Hầu con hầu. Mở hồ ơi. Dạ. Thiệt chứ không có gì. Đây là cái dạ. Không bằng được gì. Đây là cái số tiền vận động của Mạnh của đâu, không phải cái này cô bác anh chị. Sorry. Đây, đây là cái đây là cái số tiền ủng hộ của ông ba bà ba ở Hồng Ngự. Dạ. Anh được là cái người mà cất cái nhà cho anh Xuyên với chị Nguyệt á. Người thợ ủng hộ cho ông bà là 2 triệu đồng. Wow. Cô Huệ là Việt Kiều Bỉ ủng hộ 500.000 đồng. Cô Diệu Hương là Việt Kiều Pháp ủng hộ 3 triệu đồng. Anh Toàn Võ là Việt Kiều Mỹ gửi cho con tiền thì con gửi cho ông bà 1 triệu đồng. Anh Thanh là Việt trích cái quỹ từ anh Thanh của Việt Kiều Mỹ là 1 triệu đồng. Anh Thanh này thì gửi trích cái quỹ từ anh Thanh ra Bùi Hồ trích ra 1 triệu đồng để ủng hộ cho ông bà. Mạnh Thường Quân vô tên là 50.000 đồng chuyển khoản cho con không có ghi tên. Chị Lý Thị Sương Việt Kiều Mỹ con trích ra tiền quỹ của chị là 1 triệu đồng. Mạnh Thường Quân vô tên là 200.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền đến thời điểm ngày hôm nay 12 giờ ngày 27 tháng 12 thì con nhận được cái số tiền là 8.750.000 đồng. Con trích một số tiền quỹ của Mạnh Thường Quân ra cũng như ủng hộ Mạnh Thường Quân ủng hộ cho bà là được 8.750.000 đồng. Sao cảm ơn tôi cũng ra lời cũng cảm ơn với mấy người gửi đồng tiền đó giờ tôi cũng cảm ơn được mạnh khỏe được mà vui vẻ mạnh khỏe đẹp đẽ rồi. Bây giờ con thông qua cái danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ như vậy nhưng mà cái số tiền này con sẽ giữ lại cho ông bà. Ông bà với bà ba có đồng ý không? Trời, rồi con sẽ giữ lại cái số tiền này cho ông bà đây đến Tết hoặc là qua Tết gì đó. Con vận động được thì sẽ cất cái nhà nhỏ nhỏ cho ông bà với ông với bà lên bờ ở nha. Còn nếu như mà không vận động được thì con sẽ lên Tết con sẽ lên thăm, con sẽ trao cái số tiền này cho ông bà. Bà khờ rồi. Nha, ấy ông bà sao? Rồi sao không được chứ mừ. Ông bà đồng ý không? Đồng ý. Dạ. Thì bây giờ cái số tiền của có cái lòng dạ lòng ấy thì tôi cũng rất cảm ơn Mừ Hồ nha. Dạ. Anh uống cảm ơn bà. Dạ chị, chị Nguyệt, chị Nguyệt đem cho mình ly trà đường nè. Dạ cảm ơn chị. Con bây giờ con 8.750.000 đồng con sẽ gửi cho bà là ông với bà xài 500.000 đồng này để có tiền mua thuốc với lại xài hàng ngày. Dạ, cảm ơn dạ. Mừ ơi. Dạ. Là còn lại ông bà là 8 triệu. Con bỏ cái viết rồi. Còn lại là 8.250.000 đồng. Chừng nữa con ghi lại, con bỏ. Thấy không em lấy dạ. Chưa? Dạ có nè chị. Thì bây giờ con có số tiền là 8.750.000 đồng.
con gửi cho ông bà xài lặt vặt chi tiêu hàng ngày là 500.000 đồng, còn lại là 8.250.000 đồng nha bà. 8.250.000 đồng ghi thiếu số 0 đó. Dạ, ê, con giữ cái số tiền này nha. Ê, khi nào có tiền ủng hộ thêm thì sẽ cất cái nhà cho bà nhỏ nhỏ ở. Con sẽ cố gắng. Cố gắng cho ba được cái nhà. Ông ba cái nhà vậy cũng quá giờ, rất cảm ơn Mười Hồ đó. Ông ba có bà ông ba có nói là nào không? Nhớ Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn. Mạnh ơi, Mạnh Thường Quân nhé. Dạ. Cô bác trong ngoài nước ngoài. Bữa nào gỡ lại Mạnh Thường Quân con cá ra nước ngoài Mỹ ăn nha. Cố nha. Dạ. Được. Được hả? Chịu không? Chịu. Chịu luôn. Hết cái gọng cá ở dưới luôn. Gỡ hết luôn cũng được. Gỡ về Mỹ nha. Gỡ sao Mỹ báo gỡ nước ngoài hết. Ai cần gỡ. Gỡ được là cừ. Cỡ ngoài nhà ông bằng được cá là công cũng quá trời nghe. Không, ngày mưa có tạt không ông ba? Ít mưa, cũng vậy, ít mưa. Mưa thì nó dột. Mưa thì nhưng mà nó dột cái trên trong lúc nhà dột xuống. Dạ. Hôm nay thì không có làm cá nhiều nữa ha. Hôm nay không có ai gì, bữa nay không có cá gì. Bà ba cứ nói cảm ơn tối ngày không gài hết bệnh chưa? Ba cũng còn bệnh hoài mà tính đi thành phố rồi ấy mà cũng như mà cũng không có tiền đủ đi dưới giá bệnh năm sáu triệu nữa mở mà đi không. Ông ba bơ ra vòng vòng ngoài sau cho con coi cái ton của ông ba được không? Được. Ông ba bơ nổi không? Bơ đi. Dạ. Đi. Dạ. Ông ba bơi sao đưa con xong luôn nha. Không cạn kiều quá chơi cái không cạn xong. Đưa đây con gà này cho. Gà gà để cứng đi. Vớt xong ông ba vớt con lên á. Anh không biết lời à? Biết chị, vụ ông ba. chờ đem mặn mãi nghe cực không. Bây giờ Bùi Hồ sẽ quay cái phần cây ghe của ông ba để thấy cái độ một nát của chiếc ghe cho cô bác quý anh chị xem. Ông ba nói giờ chở cá có chở người không? Hả? Ông hồi đó giờ ông chở cá ông có chở người không? Cũng có gì một hai người đi giờ. Cái xuồng này ba lá ghê quá. Ngần ngọng giữa dũng vượng nha, cái ngọng ngần ngọng giữa dễ ngầu hơn. Dạ. Ngọng cái giữa dễ ngầu hơn. Con ngồi đây được không? Được. Ê. Ngầu cứng. Dạ. Cô bác quý anh chị thấy ở phần này nè. Ton này là ton cũ á. Ở bên đây là dừng bằng một cái miếng bạc nè, một hết trơn luôn rồi nè. Đó. Đây là nhìn ở đằng sau nhìn tới nha cô bác quý anh chị. Ton này nó quá lâu năm rồi. Con thấy ton cũ mà nó còn được chắp phá lại nữa kìa. Ờ. Không có dùng nước hết trơn. Dạ. Ông ba đặt đú ở đâu? Đặt ngay vòng vòng bên kia rồi bên sông. Còn không? Bây giờ còn cái nào bên đó không ba? Còn mới đặt cái kìa nha. Bây giờ ông dở cho con coi được không? Hả? Ai dở hả? Ngoài sông sống lắm. Tàu chạy sống lắm, sợ chìm à. À không phải ở đây hả? Bên kia hay đây? Bên kia. À hai người đi lại chìm ha. Sợ sống á, tại tàu bự chạy á. Dạ. Ông ba có bị chìm xuồng lần nào không? Cũng chìm hoài vậy. Chìm luôn hả? Sống có tàu bự đấy lật ngang. Dạ. Đây là cái ghe con ba. Nước này bây giờ ông có sử dụng được không ông ba? Không, nước lớn vô mới được. Nước lớn vô trong. Dạ, bây giờ thì ở nước đâu ông sử dụng? Còn chứa trên cái lu. Còn chứa trên lu ha. Ừ. Bây giờ chiều nó mới lớn hay sao ông ba? Cái chiều mới lớn. Dạ. Cô bác của anh chị thấy nhờ ông ba chống đi chở một vòng để cho mọi người thấy. Hôm nay mình không có đem cái máy bay để quay cho cô bác của anh chị xem. Ô bên kia kìa. Hàng chi nó mục hết trơn à. Mưa to nó cũ nó gỉ sét hết à. Ngay cả cái cửa sổ mà cô bác của anh chị đó ông ba thấy. Bà ba lấy một cái quần áo gì trùm che lại, trùm lỗ lại đó thấy không. Trời ơi trời, khổ quá. Thì bây giờ nước ở đây ông rửa chén hay sao ông ba? Rửa chén thì mình múc lên
gửi chén dưới này. À, gửi chén đó. Trời ơi, đi vệ sinh ở bên đây nè. À. Phải không ba? Đi gửi vệ sinh bên đây, còn gửi chén này bên đây nè. À, vừa ăn vừa uống chung một điểm luôn á. Cuộc sống trên ghe phải nói là cực ghê luôn á, không biết nói là sao luôn á. Ngoài ước muốn được ký được cái nhà nhỏ nhỏ để ông bà sinh sống thì ông bà còn ước muốn gì nữa không? Vậy cũng được rồi. Khỏi ước muốn gì nữa ha. Khỏi. Bây giờ chỉ còn hai ông bà về có một cái máy ấm nhỏ nhỏ rồi mình sẽ ở trên đó tránh mưa tránh nắng được rồi, ông bà vui là được rồi, sức khỏe được rồi. À. Rồi cái bây giờ bả cái này đó có khi là cái gò bả yếu, cái đường này bả đi lên đi không nổi. Dạ. Có khi bả bò, có khi bả cũng cái răng như vậy. Chào chị. Chào chị. Em chào chị. Dạ, khỏe. Dạ. Dạ. Nói chung là người khổ nhiều quá không biết nói sao luôn. Mà gặp ông ba với bà ba này cảm động lắm luôn nè. Cô bác quý anh chị Bùi Hồ xin nhờ sự đồng hành của cô bác quý anh chị để ông ba bà ba có một cái nhà nhỏ nhỏ nó cùng chừng khoảng 30 mấy triệu đồng thôi. Để mà cho ông bà có một cái nơi ở ổn định. Ông ba cái này có cá không ba? Có. Hồi nãy con dở chưa dở đến cái này nè. Nghe cá bóng với tôm đâu đâu rồi được con giọng mốt mốt vậy. Dạ ông để con ấy ông ba nghiêng qua con. Ôi trời ơi. Ở đây được con cá bóng hả? Dạ, cá bóng với tôm. Trời ơi, ngon ghê á. Con này bán mắc tiền lắm á. Không, cô không có nhiều. Bây giờ dễ về. Dạ, hồi đó cũng được mấy chục ngàn á. À. Hồi đó con mà chẳng chậm là trăm mấy. Dạ. Rồi, con lên nha. Cái đó là mới dính hồi sáng không ba? 5-6 bữa ngày sao ông không bán? À, thấy ít quá thì chờ nhiều không bán luôn cái một. Rồi con cảm ơn ba nha. Trẻ để cho già bơi. Ông ba được mấy cái đúng? 11 cái, chúng mình cấp hết trơn còn 5 cái. Còn 5 cái. Ngay cả dưới sông cũng cấp nữa. Không phải mình khổ mới còn không còn khổ hơn mình nữa. Không phải nó khổ mà có lòng tham á. Cái khổ gì? Rồi lên đi ông ba, nắng. Trời ơi, dọn sạch đây. Bây giờ tôi sạch. Ôi. Cái con cũng khoảng 2 tuần rồi con mới quay trở lại nè. Từng rồi con đi An Giang. Con mới nhắc sáng đó. Mới dạ. Sáng con tính đợi cho đủ đây con công bố cho ông ba với bà ba. Dạ thôi thì hôm nay con đến thăm ông ba với bà ba như thế này thì con cũng công bố cho ông ba bà ba nắm rõ số tiền của mình. Với lại một tin thì cũng bây giờ cũng chưa vui lắm. Nhắn lại với mấy người bưng ta giúp đỡ cho ông ba với bà ba đó. Tôi cũng có cái lời cảm ơn. Dần tới Tết rồi bà ba có nói lời nào chúc những người nghe mặt. Dạ. Người ngoài chúc được mà mạnh khỏe, sống vui vẻ gia đình. Dạ. Gần tới Tết Tây rồi đó luôn á ông ba. Tết rồi đó. Dạ. Tết rồi. Dạ. Có nói gì không ba? mệt quá nói hết nổi rồi. À, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước đã đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho ông ba với bà ba. Thì bây giờ cái số tiền này Bùi Hồ cũng tạm thời cảm ơn cho Bùi Hồ. Dạ. Cũng được có cái lòng tốt đẹp gì. Dạ. Cũng ban bảo lại cho bà ba, ông ba cảm ơn Bùi Hồ nha. Dạ, chúc con đẹp trai được đen quá đen. Lúc nào anh cũng đẹp trai hết trơn. Dạ. Cứu ông ba mà người nào có khổ thì đi cứu giảng vậy đó. Bùi Hồ thè tốt á. Rồi, cảm ơn bà. Bí thì người ta cho trên bờ rồi mới nói cho đồ ta cho không mà bà nói sao không gầy là tiền mà còn tiền của ông Hồ cho đó 500 đó chài hết 200 mà còn 300
Ôi con nhớ hai tuần rồi sao xài có 200 ngàn vậy? Ừ. Thịt ăn đâu có ăn hàng bọng gì đâu, có không có ăn gì chứ, nó lại là nấu cơm ăn, nó nấu là hơn nữa luôn thì ăn cái kiều á. Dạ. Cho ăn mua đồ ăn cơm đồ không mà rồi dao giác rồi chấm không à. Dạ. Không có cá mớm gì chứ, không có trong đầy cá. Cái này là gì bà? Này tô này nè, bà mới dở ra con coi. Cái này lát khô đó, lát ăn tương đó. Là này là đâu có tốn nhiêu tiền đâu. 17.100 gram. Là ăn sáng chiều luôn. Ăn 2 bữa. 2 ngày chưa hết. Ăn 2 bữa. 100 gram nhiều lắm. Non đầu tương á chiên. Là bà ông ba với bà ba dùng để ăn 2 ngày luôn. 2 ngày luôn. Cậu quay cho rồi. Tiền mua sữa kìa. 17.000 à. Cậu quay con gặp. Chao. Ồ trời tiết kiệm dữ hả? Bẻ rau đó vô chai rồi nè, luộc. Với là đọt cho muống nữa. Lá cho muống rồi luộc. Vậy là tới 500 ngàn này là còn xài dư. Lâu hả? Tới Tết luôn 500 ngàn xài tính Tết luôn. Tết luôn. Tới Tết không hết vậy đó. 500 ngàn này tới Tết luôn không hết luôn. Ơi, mỗi ngày cũng không có tốn, khi không có tốn. Mua ăn này ăn hoài, ăn 2-3 ngày. Giờ có tốn 2-3 ngày tốn nữa. Tốn bán qua mới tốn. Vậy cho bà thêm 500 ngàn nữa là bà sống tới qua Tết luôn. Chứ sao? Tụi bán cái thời bán qua là mới tốn rồi. Tụi bán trời ơi, nghe nó tội nghiệp thấy ghê trời, có 500 ngàn mà xài nửa tháng xài hết có 200 ngàn hả? Ờ. Nắng con ơi. Ta nói là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra là gì á. Và không có tốn tiền mua.